Mỗi sớm mai chúng ta mở mắt trong ánh bình minh của một ngày vừa mới bắt đầu, phải ý thức rõ mình cần phải làm gì. Đó là điều rất là quan trọng. Người ta thường bỏ quên sự cảm ơn. Con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn, giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Chúng ta mang trong lòng sự cảm ơn, cũng giống như đóa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc giữa thế gian này.